có nên mua lại T80 Oplot khi Thái Lan bán thanh lý? Quý vị và các bạn thân mến, vì nhiều lý do mà khả năng Thái Lan bán lại 25 xe tăng chiến đấu chủ lực T-84 Oplot cho một quốc gia khác đang được nhắc tới. Trong năm 2011, Thái Lan và Ukraine đã ký hợp đồng mua sắm 49 xe tăng chiến đấu chủ lực T-84 Oplot, trong đó bao gồm cả điều khoản bổ sung sẽ đặt hàng thêm 200 chiếc nữa nếu chúng chứng tỏ được năng lực thực sự. Tuy nhiên, do tình hình chiến sự tại miền Đông dẫn tới việc các nhà máy quốc phòng Ukraine phải dồn lực phục vụ chiến trường mà họ mới chỉ bàn giao cho phía Thái Lan được 25 chiếc. Mặc dù đã hết sức kiên nhẫn, nhưng cuối cùng Bangkok vẫn phải hủy bỏ thương vụ trên rồi quyết định chuyển hướng sang sử dụng loại VT-4 của Trung Quốc. Do chỉ sở hữu số lượng nhỏ, dự báo Thái Lan sẽ gặp nhiều trở ngại trong công tác khai thác sử dụng như nguồn phụ tùng khan hiếm, thiếu linh kiện thay thế, đạn dược đắt đỏ, không tương thích cơ sở hạ tầng, dẫn tới nhận định rất có thể quốc gia Đông Nam Á sẽ bán thanh lý số T-84 này sau vài năm nữa. Trong trường hợp tình huống trên xảy ra, liệu có khách hàng nào quan tâm và mua lại nhằm nhanh chóng tăng cường sức mạnh cho lục quân của mình? Đầu tiên phải khẳng định rằng T-84 Oplot là một chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực mạnh mẽ, nhiều tính năng của nó không hề thua kém, thậm chí còn trội hơn T-90S. Được thiết kế lại từ nguyên mẫu T-80UD, T-84 Oplot có trọng lượng chiến đấu 46 tấn tương đương T-90S, nhưng trái tim của nó lại là động cơ diesel V12-6TD2 công suất 1.200 mã lực so với 1.130 mã lực của động cơ V92S2F, dẫn tới sức cơ động cao hơn. Hệ thống vũ khí của T-84 bao gồm pháo nòng trơn 125mm KBA3, có khả năng bắn tên lửa chống tăng qua nòng, một súng máy 12,7mm NSVT điều khiển từ bên trong, và một súng máy đồng trục BKTM 7,62mm. Lớp bảo vệ của Oplot gồm giáp phức hợp composite phía trong và giáp phản ứng đổ thế hệ 3 NOS ở bên ngoài, ưu việt hơn Contact 5 của T-90S và tương đương Relict trên T-90MS. Ngoài ra, xe còn có hệ thống bảo vệ chủ động VACTA gồm 3 hệ thống con, bộ cảnh báo laser, bộ gây nhiễu hồng ngoại và thiết bị tàu khói đi kèm thiết bị quan sát toàn cảnh với cảm biến nhiệt. Đáng tiếc là trong quá trình sử dụng, lục quân Thái Lan không ít lần phàn nàn rằng chất lượng thực tế của những chiếc T-84 Oplot không được như quảng cáo, phát sinh khá nhiều lỗi kỹ thuật. Bên cạnh đó, tuy rằng nhiều trang thiết bị trên xe gần giống với T-90 nhưng vẫn có độ vênh nhất định, không thể dùng chung, ví dụ như đạn pháo của T-84 bị cho là không tương thích với máy ngắm trên xe tăng của Nga. Nếu chỉ mua 25 chiếc, rõ ràng quốc gia sử dụng mới sẽ gặp phải toàn bộ những khó khăn mà lục quân hoàng gia Thái Lan đã hứng chịu. Với những lý do trên, rõ ràng sẽ là thiếu hợp lý khi mua lại lô 25 xe tăng T-84 Oplot nếu Thái Lan thực sự muốn bán thanh lý, trừ khi lực lượng quân đội này có sẵn trong biên chế hàng. Chiến thuật đánh địch của cặp chiến hạm Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, theo những thông tin được công khai, dù tính năng chiến đấu của Tarantul không bằng Monia 1241.8, nhưng vai trò của Tarantul hiện vẫn rất quan trọng khi phối hợp chiến đấu với Monia. Được biết, trong đội hình tác chiến thì tàu Monia sẽ phụ trách những mục tiêu nguy hiểm, có hệ thống phòng không tốt, trong khi đó Tarantul đảm nhiệm vai trò hỗ trợ, kết liễu đối phương bằng tên lửa P-15M mang đầu đạn rất lớn của mình. Là lớp tàu tên lửa hàng đầu của Hải quân Việt Nam, vì vậy không có gì lạ nếu Việt Nam đóng thêm những chiếc thuộc lớp tàu này, bởi hiện nay ngành đóng tàu quân sự của chúng ta đã làm chủ được công nghệ đóng tàu Monia và đang có kế hoạch đóng cả những con tàu với cỡ lớn hơn. Trả lời phỏng vấn báo Hải quân Việt Nam hồi cuối năm 2016, chuẩn đô đốc Hoàng Hồng Hà, phó tư lệnh Hải quân Nhân dân Việt Nam cho biết rằng 4 tàu, tức 4 tàu tên lửa Monia, Bason đã bàn giao cho quân chủng Hải quân sau một thời gian đưa vào sử dụng đã phát huy hiệu quả và 2 tàu đợt này nghiệm thu đều đạt kết quả tốt. Qua hợp đồng và dự án chuyển giao công nghệ này, có thể khẳng định tổng công ty Bason đã làm chủ công nghệ đóng tàu tên lửa tấn công nhanh, và đây là nền tảng để Bason có thể tiếp tục đóng các lớp tàu chiến đấu to hơn và đồng thời hiện đại hơn, đáp ứng tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc trong tình hình hiện nay. Hiện Bason đã tập hợp được đội ngũ lành nghề về xây dựng các tàu chiến hiện đại. Theo đó, khi chuẩn bị dự án đóng tàu Monia, Bason đã cử đoàn cán bộ công nhân viên sang Liên bang Nga học tập tiếp thu công nghệ đóng tàu tên lửa theo 33 chuyên ngành. Đội ngũ này sau khi về Việt Nam đã tổ chức đào tạo mới, đào tạo bổ sung cho cán bộ, công nhân viên của nhà máy. Như vậy tới nay, ít nhiều nhà máy Bason đã có trong tay hàng trăm cán bộ, công nhân viên lành nghề, có khả năng đáp ứng yêu cầu chế tạo công nghệ quân sự hiện đại. Tàu được trang bị nhiều hệ thống radar hiện đại, như radar tìm kiếm, phát hiện và bám bắt mục tiêu MR
352 Positive E với anten mạng pha nằm trên đỉnh cột buồm, radar điều khiển hỏa lực tên lửa chống tăng Gapun E, radar điều khiển hỏa lực pháo MR-123 Vinpearl. Vũ khí chính của tàu gồm 16 đạn tên lửa KH-35 Uran-E có tầm phóng 135 km, tên lửa nổi bật với ưu điểm nhỏ gọn, khiến tiết diện phản xạ radar thấp, có khả năng bay ở độ cao cực thấp khiến rất khó đánh chặn. Vì vậy, Uran-E được coi là một trong những tên lửa nguy hiểm hàng đầu của thế giới. Chiến thuật đánh địch của cặp chiến hạm Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, theo những thông tin được công khai, dù tính năng chiến đấu của Tarantul không bằng Monia 1241.8, nhưng vai trò của Tarantul hiện vẫn rất quan trọng khi phối hợp chiến đấu với Monia. Được biết, trong đội hình tác chiến thì tàu Monia sẽ phụ trách những mục tiêu nguy hiểm, có hệ thống phòng không tốt, trong khi đó Tarantul đảm nhiệm vai trò hỗ trợ, kết liễu đối phương bằng tên lửa P-15M mang đầu đạn rất lớn của mình. Là lớp tàu tên lửa hàng đầu của Hải quân Việt Nam, vì vậy không có gì lạ nếu Việt Nam đóng thêm những chiếc thuộc lớp tàu này, bởi hiện nay ngành đóng tàu quân sự của chúng ta đã làm chủ được công nghệ đóng tàu Monia và đang có kế hoạch đóng cả những con tàu với cỡ lớn hơn. Trả lời phỏng vấn báo Hải quân Việt Nam hồi cuối năm 2016, chuẩn đô đốc Hoàng Hồng Hà, Phó Tư lệnh Hải quân Nhân dân Việt Nam cho biết rằng 4 tàu, tức 4 tàu tên lửa Monia, Bason đã bàn giao cho quân chủng Hải quân sau một thời gian đưa vào sử dụng đã phát huy hiệu quả và 2 tàu đợt này nghiệm thu đều đạt kết quả tốt. Qua hợp đồng và dự án chuyển giao công nghệ này, có thể khẳng định tổng công ty Bason đã làm chủ công nghệ đóng tàu tên lửa tấn công nhanh và đây là nền tảng để Bason có thể tiếp tục đóng các lớp tàu chiến đấu to hơn và đồng thời hiện đại hơn, đáp ứng tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc trong tình hình hiện nay. Hiện Bason đã tập hợp được đội ngũ lành nghề về xây dựng các tàu chiến hiện đại. Theo đó, khi chuẩn bị dự án đóng tàu Monia, Bason đã cử đoàn cán bộ công nhân viên sang Liên bang Nga học tập tiếp thu công nghệ đóng tàu tên lửa theo 33 chuyên ngành. Đội ngũ này sau khi về Việt Nam đã tổ chức đào tạo mới, đào tạo bổ sung cho cán bộ, công nhân viên của nhà máy. Như vậy tới nay ít nhiều nhà máy Bason đã có trong tay hàng trăm cán bộ, công nhân viên lành nghề có khả năng đáp ứng yêu cầu chế tạo công nghệ quân sự hiện đại. Tàu được trang bị nhiều hệ thống radar hiện đại như radar tìm kiếm, phát hiện và bám bắt mục tiêu MR-352 Positive E với anten mạng pha nằm trên đỉnh cột buồm, radar điều khiển hỏa lực tên lửa chống tăng Gapun E, radar điều khiển hỏa lực pháo MR-123 Vinpearl. Vũ khí chính của tàu gồm 16 đạn tên lửa KH-35 Uran-E có tầm phóng 135 km, tên lửa nổi bật với ưu điểm nhỏ gọn, khiến tiết diện phản xạ radar thấp, có khả năng bay ở độ cao cực thấp khiến rất khó đánh chặn. Vì vậy, Uran-E được coi là một trong những tên lửa nguy hiểm hàng đầu của thế giới. Sức mạnh phòng thủ bờ biển của Hải quân Việt Nam. Quý vị thính giả thân mến, lần đầu tiên, hình ảnh hệ thống 4K-44B Trident-M Việt Nam phóng một tên lửa B-35B, diệt tàu địch được công khai trên kênh VTV1 trong bản tin thời sự lúc 19 giờ. Ngày 2 tháng 6, tại thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì kiểm tra toàn diện công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của quân chủng Hải quân. Đặc biệt, trong phóng sự phát trên kênh VTV1 lúc 19 giờ, sau cảnh dàn đội hình chiến đấu của hạm đội tàu chiến và tàu ngầm có xuất hiện hình ảnh đặc biệt, đó là hệ thống 4K-44B Trident-M. Phóng một tên lửa P-35B diệt mục tiêu, đây là lần đầu tiên Việt Nam công khai hình ảnh tên lửa này khai hỏa. Theo những thông tin được công khai, Trident-M hiện là một trong ba hệ thống tên lửa phòng thủ bờ cực mạnh của Hải quân Việt Nam, gồm Trident-M, 4K-51 Trubes và tổ hợp K-300P, Patient P. Một số chuyên gia cho rằng, thế trận tác chiến chống xâm nhập bằng đường biển thường có 3 tuyến. Tuyến 1 là lực lượng ngăn chặn từ xa do các tàu tác chiến viễn dương và tàu ngầm kết hợp với không quân đảm nhiệm. Tuyến 2 là các tàu tuần tiễu, tàu tên lửa cỡ nhỏ và tuyến 3 là lực lượng phòng thủ bờ đối hải. Nhưng trên thực tế, không phải nước nào cũng đủ điều kiện xây dựng đủ 3 tuyến phòng thủ từ xa đến gần. Xây dựng tuyến 1 với các tàu mặt nước hạng nặng như tàu hộ vệ, tàu khu trục, tàu chi viện tổng hợp, tàu trinh sát điện tử chỉ phù hợp với các nước có chiến lược quân sự vươn ra biển xa, hơn nữa các loại tàu này quá đắt. Các nước có lực lượng hải quân mặt nước không lớn, ngân sách quốc phòng không cao, thường ưu tiên phát triển kết hợp tuyến thứ 2 và tuyến thứ 3. Việt Nam là nước đi theo mô hình phòng thủ bờ biển, kiểu phát triển mạnh tuyến 2 và 3. Tất cả các hệ thống tên lửa, đối hạm thuộc bộ 3 lá chắn biển đều có định hướng thống nhất là không nhiều nhưng đồng bộ, thiên về chức năng phòng thủ với khả năng đánh chặn từ xa đến gần và có khả năng cơ động rất cao khi được đặt trên các khung cầm xe vận tải, dã chiến.
Ngay sau khi phóng tên lửa, các tổ hợp lại tiếp tục cơ động đến vị trí tác chiến mới, làm tên lửa hành trình của đối phương không thể xác định được mục tiêu. Trang bị phương tiện phóng cơ động cũng tạo điều kiện để xây dựng các mô hình giả nhằm đánh lừa đối phương. Điểm ưu việt nhất là các xe chỉ huy điều khiển xe radar, xe phóng tên lửa có thể hoạt động cách xa nhau, rất thuận lợi để thực hiện phương châm, trang bị phân tán hỏa lực tập trung, nếu có bị đánh trúng cũng chỉ thiệt hại một phần, không phải là toàn hệ thống nên rất dễ bổ sung, nhanh chóng khôi phục sức chiến đấu. Một ưu thế nữa là tất cả các hệ thống này cùng một tiêu chuẩn kỹ thuật nên có thể sử dụng chung số điều quan sát của radar, bờ, đối hải và hệ thống chỉ thị mục tiêu của máy bay trinh sát và tàu chiến nên luôn đảm bảo được khả năng khống chế vùng biển ngay cả khi radar của một vài hệ thống bị tê liệt. Khi chiến hạm đối phương tiếp cận bờ biển Việt Nam khoảng vài trăm km, ba loại tên lửa nêu trên có tầm bắn khác nhau, hợp thành ba lớp phòng thủ từ xa đến gần. Trong đó tên lửa P-35B thuộc tổ hợp 4K-44B trên đất M có tầm bắn 450 km lập thành tuyến phòng thủ từ xa. Còn tên lửa đối hạm siêu thanh P-800 Yakon của hệ thống K-300P Patient P có tầm bắn 300 km và tốc độ cực nhanh sẽ bắn hạ các chiến hạm có thể vượt qua tuyến 1, lập thành tuyến phòng thủ thứ hai. Tên lửa P-15 Termit của tổ hợp 4K-51 Robes với tầm bắn 80 km sẽ tiêu diệt những kẻ còn sống sót qua hai đòn trời giáng trên mon men vào gần bờ. Theo những thông tin được công khai, ngoài bộ ba lá chắn bờ bằng tên lửa có nguồn gốc từ Nga, đạn pháo phản lực Akula, cũng như Extra do Israel sản xuất với kích thước gọn nhẹ, tính cơ động cao, uy lực mạnh, bảo quản dễ dàng, thực sự là vũ khí chống đổ bộ hữu hiệu của Hải quân Việt Nam. Tin buồn với Mỹ, Trung Quốc đang nắm thóp tên lửa hành trình Tomahawk. Quý thính giả thân mến, nguồn nguyên liệu quan trọng để chế tạo tên lửa hành trình tấn công mặt đất BGM-109 Tomahawk phần lớn đang nằm trong tay Trung Quốc. Ngay trong khi tiếp đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào hôm ngày 6 tháng 4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra quyết định không kích Syria bằng tên lửa hành trình Tomahawk. Theo các chuyên gia, cuộc tấn công đã được chính quyền Trump tính toán kỹ lưỡng. Thế nhưng, có một điều mà ông ta nhiều khả năng chưa biết, Mỹ không thể sản xuất loại tên lửa này nếu thiếu Trung Quốc. Lý do là bởi hệ thống dẫn đường của tên lửa hành trình Tomahawk được triển khai để phá hủy căn cứ không quân ở Onsarat, Syria phụ thuộc nhiều vào các nguyên tố đất hiếm. Hiện nay, Trung Quốc đang gần như độc quyền sản xuất loại nguyên liệu này trên thế giới. Nguyên tố đất hiếm được sử dụng để chế tạo 500 vĩnh cửu, dao động trong bộ thăng bằng của Tomahawk và dẫn đường cho tên lửa đến mục tiêu một cách chính xác. Nguyên tố đất hiếm cũng xuất hiện trong các tiêm kích phản lực, hệ thống radar và đánh chặn tên lửa. 500 vĩnh cửu đã chứng minh là có độ tin cậy cao hơn các hệ thống dẫn đường điện tử. Nhưng giống như người tiêu dùng Mỹ, Lầu Năm Góc hiện phải dựa hoàn toàn vào Trung Quốc để nhập khẩu 17 loại kim liệu và khoáng chất, gọi chung là đất hiếm. Sau khi chứng tỏ quyết tâm hành động quân sự ở Syria, Tổng thống Trump sẽ phải nghĩ về việc làm sao đảm bảo nguồn cung tên lửa luôn ổn định. Vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy Trung Quốc sẽ ngừng bán đất hiếm cho Mỹ vì chiến dịch không kích tại Syria, nhưng chính phủ Mỹ lại đang có động thái cứng rắn với Triều Tiên, trong khi Trung Quốc là đồng minh và nhà bảo trợ kinh tế duy nhất của quốc gia Đông Bắc Á này. Nếu Tổng thống Trump muốn gửi thông điệp tới Chủ tịch Trung Quốc rằng ông đang cân nhắc hành động quân sự chống lại Triều Tiên, Bắc Kinh có thể sẽ ra quyết định đáp trả các nguồn cung nguyên tố đất hiếm cho Mỹ, nhiều khả năng sẽ được nước này áp dụng. Lầu Năm Góc cho biết 59 tên lửa hành trình Tomahawk đã khai hỏa trong cuộc không kích vào đêm 6 tháng 4. Theo ước tính, Mỹ còn 3.000 quả tên lửa loại này trong kho, đây là con số lớn nhưng không phải vô tận. Ngoài ra, nguyên tố đất hiếm cũng đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất tên lửa AIM-9 Sidewinder và AIM-154 Phoenix được các chiến đấu cơ của Mỹ sử dụng, cũng như các loại bom thông minh bao gồm JDIM. Mỹ đã từng tự sản xuất đất hiếm do loại khoáng sản trên vốn có nhiều trên lãnh thổ của họ, nhưng kể từ khi Trung Quốc bắt tay vào khai thác mà không quan tâm đến các tiêu chuẩn môi trường cũng như an toàn, các doanh nghiệp đất hiếm Mỹ đã không cạnh tranh được và lâm vào cảnh phá sản. Phụ thuộc vào Trung Quốc để mua nguyên vật liệu quan trọng với an ninh quốc gia là sự thiếu sót trong chính sách của Mỹ. Washington cần giải bài toán này nếu không muốn rơi vào thế khó khi nổ ra các xung đột tương lai với Trung Quốc. Khám phá gói nâng cấp giúp FA-18 Hornet mạnh ngang ngửa F-35. Quý vị thính giả thân mến, FA-18 Advanced Super Hornet đã bổ sung thùng nhiên liệu đa giác, cảm biến cho hệ thống chiến tranh điện tử tinh vi, được đánh giá không thua kém F-35 ngoại trừ tính năng tàng hình.
Tổng thống Donald Trump đã lên tiếng chỉ trích chương trình tiêm kích tiến công kết hợp JSF-F-35. Ông Trump từng hỏi tập đoàn Boeing về một giải pháp thay thế F-35. Việc làm này khiến cổ phiếu của Lockheed Martin lao dốc không phanh. Nhận xét về ý tưởng của ông Trump, Trung tá David Beck, cựu chỉ huy phi đội F-35B đầu tiên của thủy quân lục chiến Mỹ, nói với Business Insider rằng ý tưởng nâng cấp một máy bay chiến đấu cũ để làm thay công việc của F-35 rõ ràng là không hợp lý. Tuy nhiên, việc nâng cấp F-35-18 là cần thiết để bổ sung cho F-35, phiên bản hiện đại hóa của Hornet, có thể cung cấp một khả năng tốt hơn của F-35 ở một số lĩnh vực. Dan Gillian, phó chủ tịch chương trình FA-18 và EA-18G của Boeing nói rằng, ngay cả khi F-35C đi vào hoạt động trên tàu sân bay, năng lực hàng không hải quân Mỹ vẫn phụ thuộc vào FA-18 đến năm 2040. Boeing đang có kế hoạch nâng cấp FA-18 để bù đắp các khoảng trống tạm thời, biến thể nâng cấp được gọi là Advanced Super Hornet, sửa đổi từ chiếc FA-18EF Super Hornet. Ông Gillian cho biết thêm rằng Boeing có thể sản xuất bắt đầu Advanced Super Hornet chậm nhất là từ đầu năm 2020. Về phiên bản mới nhất trong gia đình tiêm kích hạm chủ lực của Mỹ, có gì khác biệt và mẫu chiến đấu cơ lừng danh này có thể so sánh với F-35 hay là không? Về những điểm mới, theo ông Gillian, về cơ bản thì Advanced Super Hornet không khác quá nhiều so với Super Hornet vì được phát triển dựa trên khung máy bay sẵn có. Những thay đổi đáng kể nhất bao gồm máy bay được bổ sung thùng nhiên liệu đa giác phía trên góc cánh chính, giúp mở rộng tầm bay khoảng 231 km, trang bị radar tiên tiến, lắp đặt thêm hệ thống tìm kiếm và chỉ thị mục tiêu hồng ngoại, cho phép phát hiện các đối tượng tàng hình, nâng cao khả năng tác chiến điện tử với một số giải pháp công nghệ áp dụng từ EA-18G Growler. Advanced Super Hornet sẽ có khả năng tự bảo vệ và tấn công điện tử mà không quá phụ thuộc vào EA-18G. Trong buồng lái có một màn hình cảm ứng 19 inch. Về cơ bản, đây là một chiếc iPad lớn dành cho máy bay, giúp phi công quản lý tất cả thông tin thu được từ cảm biến trong một mạng lưới thống nhất. Ông Gillian nói tiếp, tính năng này trên phiên bản mới hoàn toàn có thể so sánh với F-35. Cải tiến hệ thống điện tử khiến chiếc tiêm kích trên ngắm được mục tiêu theo dữ liệu cung cấp từ F-35 hoặc máy bay cảnh báo sớm E-2 Hawkeye. Gói nâng cấp cao bao gồm cả thay đổi về khí động học, khiến diện tích phản xạ radar giảm 50% so với phiên bản cũ. Ngoài ra, động cơ đã được cải thiện hiệu suất và tiết kiệm nhiên liệu hơn. Tuy nhiên, Boeing có vẻ như chưa tính đến khả năng chế tạo động cơ mới vì sẽ làm tăng chi phí của chương trình. Mặc dù Advanced Super Hornet sở hữu hiệu suất tác chiến vượt trội phiên bản cũ, nhưng quan điểm thiết kế là đi cùng và bổ sung cho F-35, chứ không phải để thay thế nó. Ông Gillian nhấn mạnh, đến năm 2040, sức mạnh hàng không của mỗi tàu sân bay Mỹ sẽ dựa trên 3 phi đội FA-18 và một phi đội F-35C. Hai loại chiến đấu cơ này sẽ hỗ trợ và khỏa lấp thiếu sót cho nhau nhằm tăng cường sức mạnh hải quân Mỹ. F-38 có lợi thế về tải trọng vũ khí, tốc độ, trong khi ưu điểm của F-35 nằm ở tính tàng hình, cảm biến tinh vi. F-35 sẽ bí mật tiếp cận khu vực phòng không đối phương để chỉ thị mục tiêu cho FA-18 tiêu diệt. Nếu không có FA-18, F-35 khó lòng duy trì được ưu thế cho hàng không hải quân Mỹ. Advanced Super Hornet không thể thay thế cho F-35 và Boeing chưa từng có ý định như thế. FA-18 là chưa từng đảm nhiệm vai trò máy bay xâm nhập không phận, nhưng tương lai của nó là hiện diện trên tàu sân bay Mỹ trong nhiều thập kỷ tới. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.